Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em có một cái video tổng hợp các mẫu loa chép đấy, để bổ sung, để phối ghép hay là để độ chế cho dàn âm thanh gia đình nhà mình cực kỳ phù hợp và cho anh em và các bác. Đấy, trước mắt anh em thì em đang để sẵn 5 mẫu loa chép tất cả anh em và các bác nhé, 5 mẫu loa chép tất cả. Đấy thì vừa có chép karaoke này, vừa có chép đom lụa này, vừa có chép giấy này, vừa có chép đầu đạn này. Vậy là hôm nay thì trong cái video này em sẽ vừa chia sẻ anh em nên chọn chép nào, nghe nhạc nên chọn chép nào và hát karaoke nên chọn chép nào anh em và các bác nhé. Và em sẽ báo giá cụ thể luôn từng loại một đấy. Ví dụ như cái dòng loa chép của Pioneer đấy, thì chủ yếu hôm nay thì đều là dòng chép của Pioneer, có mỗi con Tuneo này là của JBL thôi. Đấy thì em nói trước con JBL trước, đây là một dòng chép của JBL. Đấy, con này là Tuneo, anh em thấy không ạ? Tuneo là gì? Tuneo là từ, nó không có nâm châm như những cái dòng chép khác. Đấy, đây, Tuneo JBL này, con này là công suất 100W. Đấy, trở kháng là 8 ohm. Độ nhạy con này là 91 dB, anh em và các bác nhá. 91 dB. Đấy. Đây, 91 dB. Đấy, và một cặp củ rời như thế này. Đấy, bên em hiện tại đang bán với giá là 850.000 cho một cặp. 850.000 cho một cặp anh em và các bác nhé. Đấy, còn anh em nào mà muốn hát karaoke, đấy thì em có những cái dòng như này. Đấy, dòng đầu đạn này. Đấy. Đây, đây cũng là một dòng đầu đạn của Pioneer. Con này thì là model sản phẩm là P8801. Đấy, P8801, anh em có thể nhìn. Đấy, Pioneer, tất cả được in chìm ở sau củ loa luôn. Và con này cũng 100W và độ nhạy là 91 dB. Đây, em hãy cầm con này cho anh em dễ nhìn hơn này. Con này là củ rời. Đây. Đấy. 8801. Đấy, Pioneer. Trở kháng này, 91 này. Công suất max là 100W. Đấy. Và em xin chia sẻ luôn nhé. Công suất này là công suất chịu tải, nên là anh em khỏi lo là con sợ con chép cháy. Đây là công suất chịu tải. Và công suất thực chất nó chỉ đánh con chép chỉ đánh được 30 đến 40W thôi anh em và các bác nhé. Nó không đánh thể đánh hết được 100W này được. Đấy, trừ khi anh em nào mà dùng con đẩy quá lớn, nó có thể làm cháy con chép của chúng ta. Đấy, thì khi anh em mua những cái củ loa như này thì em có tặng kèm cho anh em những cặp tụ rời như thế này. Đấy, đây là tụ cản. Đấy, có tặng kèm cho anh em và các bác về anh em có thể câu nối vào trong thùng hoặc là bổ sung bên ngoài đều được. Đấy, thì những cái cấu hình phân tần như này thì em đã lắp sẵn phân tần cho anh em và các bác rồi. Đấy, về anh em và các bác chỉ việc đấu nối và sử dụng thôi, chứ không phải gì cả, không phải hàn hay là đấu tay gì hết, đã làm sẵn hết cho anh em và các bác rồi. Đấy, và một cặp củ rời như thế này thì có giá là 450.000 đồng, 450.000 đồng cho một cặp anh em nhé, P8801. Đấy, còn anh em nào muốn lắp phân tần như này, đấy thì thêm cho em 200.000, thì tổng của nó là 650.000 cho một cặp. Đấy, 650.000 một cặp. Thì cặp này và cặp 8802 này thì nó bằng giá nhau, đều có mức giá là 650.000 cho một cặp. Đây, anh em thể nhìn model này. Model con này là 8802. Đấy, trở kháng và công suất tần tật nó đều bằng giá nhau hết. Đấy, cũng là của Pioneer chính hãng luôn. Đây là dòng Superchef Vulca, Superchef anh em và các bác nhé. Đấy, Côn 250. Ok. Đấy thì hai con này thì có thể anh em hát karaoke thoải mái nhá. Dòng này vừa có thể bổ sung dàn nghe nhạc, dàn karaoke đều được. Đấy, còn anh em mà muốn nghe nhạc thuần túy thì anh em chơi trên con đom lụa này. Đấy, chơi con đom lụa này. Đây, đây là dòng chép đom lụa này. Đây là có một cái màng lụa ở đây. Nghe nó cực kỳ tơi nhuyễn. Đấy. Thì một cặp đây, anh em thể nhìn củ từ sau. Con này thì được bọc khử từ anh em và các bác nhá. Đấy, Pioneer P03 V2. Đây là bản nâng cấp, bản mới nhất đấy ạ. Đấy, trước bản của nó là bản 03 thường thôi. Đây là bản V2. Đấy, cũng 100W và độ nhạy là 91 dB. Đấy, trở kháng là 8 ohm nhá. Trở kháng là 8 ohm. Còn đây là củ từ của nó, em sẽ quay con này cho anh em dễ nhìn hơn. Đấy, củ rời đây. Củ rời thì có giá là 480.000 đồng. Đấy, củ rời thì có giá là 480.000 đồng. Cũng được tặng tụ kèm. Đấy, khi anh em mua củ rời 480.000 đồng. Và lắp phân tần như thế này thì có giá là 680.000 đồng anh em và các bác nhé.
680.000 đồng cho một cặp như này. Đấy, một cặp là gồm 2 chiếc đây anh em và các bác. Đấy, còn tiếp theo là đến cặp ghép giấy. Cặp giấy đấy thì anh em vừa có thể phối ghép thay thế vào những cái loa BMB. Đấy, con này thì đặc biệt hơn là con này có từ kép. Đấy, anh em có thể nhìn một con chép này, từ kép này, cũng của Pioneer nhá. Con chép giấy là của Pioneer anh em và các bác nhá. Đấy, cũng công suất là 100W, đấy, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB, và model sản phẩm là B9TV kép. Đấy, P9TV kép series này. Đấy, của Pioneer chính hãng luôn. Đấy, đây cho anh em nhìn cái củ rời cho anh em nhìn nó rõ hơn. Cái củ loa đây. Đấy, và cũng được tặng kèm tụ rời luôn. Và một cặp củ rời như này thì có giá là 500.000 đồng, 500.000 đồng cho một cặp củ chép giấy. Đấy, cao nhất, cao nhất ở đây. Đấy, sau mỗi con chép từ neo này thôi, con chép từ neo này là 850 một cặp, còn con chép giấy là 500.000 một cặp. Còn anh em là muốn lắp phân tần sẵn như thế này thì có mức giá là 700.000 đồng, 700.000 đồng cho một cặp đầy đủ phân tần anh em và các bác nhé. Đầy đủ phân tần, về anh em chỉ việc đấu trực tiếp vào cọc loa, cây hay là âm ly đều được nhé. Đấy, vừa xong là 5 cái mẫu loa chép em lên cho anh em và các bác. Đấy, con này là con JBL 2921 có mức giá là 850.000 một cặp củ rời. Đấy, cặp chép giấy là có giá là 500.000 một cặp củ rời. Chép đom lụa P03 có giá là 480.000 một cặp củ rời. Đấy, còn một cặp P8801 này có mức giá là 450.000 một cặp. Đấy, 450.000 một cặp củ rời. Còn cặp P8802 này cũng vậy, 450.000 một cặp củ rời. Đấy, còn anh em nào lấy phân tần thì thêm cho em 200.000 đồng là thôi. Đấy, và bao ship toàn quốc anh em và các bác nhé. Tất cả củ rời thì bên em đều tặng kèm tụ cho anh em và các bác. Ok chưa ạ? Đấy, anh em nào quan tâm đến mẫu loa chép nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để ngay sẵn dưới màn hình này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo. Anh em thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh phía bên trái màn hình để em tiếp tục lên video cho anh em mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.